tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh những ngày nắng nóng, có một cậu học trò tên Đặng Quốc Cường. Học xong ở trường, Cường lại đến trung tâm học IELTS với hy vọng có thêm lợi thế khi ra trường và tăng thu nhập giúp gia đình vượt qua khó khăn. IELTS là cánh cửa mở ra thế giới tri thức và tương lai với vô vàn cơ hội. Nhưng đối với nhiều học sinh, sinh viên, con đường dẫn tới tương lai này thật không hề dễ dàng. Đặng Quốc Cường sinh năm 2005, hiện đang là sinh viên năm nhất tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em gái bị bệnh thận, chỉ có mẹ là lao động chính, vừa trang trải chi phí lo cho bệnh của em nhỏ, vừa lo phần học phí và chi phí sinh hoạt cho Cường ở trường. Nhưng có một điều mà IELTS Fighter chắc chắn, đó là Cường luôn khao khát được học tập, được vươn lên để có cơ hội thay đổi cuộc sống của bản thân, của gia đình, để kịp thời gieo mầm ước mơ. Quỹ học bổng IMAP Việt Nam đã trao tặng một suất học bổng toàn phần khóa học IELTS tại IELTS Fighter cho Cường với mong muốn hỗ trợ em hết sức để thực hiện ước mơ của mình. IELTS Fighter cơ sở 66B Hoàn Diệu 2 rất vui khi được đồng hành với cả bạn Cường trong quá trình học tập ôn luyện IELTS trong chặng đường sắp tới. Thực sự thì với bản thân mình rất là ngưỡng mộ với cái việc cố gắng cũng như là cái nghị lực trong cuộc sống và học tập của Cường. Và bạn cũng sẽ là một cái tấm gương rất là sáng cho các bạn cùng trang lứa để mà noi theo và học tập. Chính vì vậy, trong cái chặng đường mà học tập sắp tới, không chỉ đội ngũ giáo viên, các bạn tư vấn viên thì và cả cơ sở ở tại IELTS Fighter 66B Hoàn Diệu 2 sẽ cố gắng hết sức mình để mà cùng Cường chinh phục được mục tiêu IELTS với bên điểm tốt nhất. Ước mơ học ngoại ngữ của học sinh, sinh viên chưa bao giờ kết thúc. Hoàn cảnh khó khăn chỉ là một lý do tạm thời khiến các em chùn bước. IELTS Fighter tin rằng khi có sự đồng hành từ quỹ học bổng IMAP Việt Nam, thì ước mơ đó sẽ lại được chắp cánh và gieo mầm đi muôn nơi.